Dạ, con thành kính lãnh lễ ngài Tỳ Siêu vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Trần Đông. Dạ, ngài vào đạo tràng, ngài có nghe được âm thanh của con không bạch ngài? Đường truyền ngài đã ổn định chưa, cho con một tín hiệu. Dạ, sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay cho chúng con được biết. Nhưng mà tuần rồi con nghe ngài nói là tuần này học phân loại sắc pháp, nhưng mà con không có biết được nhiều hơn. Nếu con có sai thì ngài chỉ dạy để con có thể chúng con có thể sửa lại. Dạ, cảm ơn Robert. Dạ, con kính dâng mít đến ngài Nhật Quỳnh, kính chúc đạo tràng một buổi học pháp học thanh tịnh đạo được an vui thanh tịnh. Con kính dâng mít đến ngài ạ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Arahang sama sambutho pakuwa putang pakuwantang afiwa demi swakato pakuwata thamu thamang namasami subati pandu pakuwato sao kasangko sangkhang namami. Kính lễ Đức Thế Tôn và cung cúng chánh đức trì, kính lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn, kính lễ chúng thịnh văn đệ tử Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh. Kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa quý tu nữ quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục học về sắc uẩn với cái sự phân loại. Khi nói đến tuệ minh sát là chúng ta phải quán chiếu danh sắc qua ngũ uẩn, thì do đó chúng ta cần phải biết rõ về sắc, về ngũ uẩn. Trước hết là sắc uẩn. Ở trong thanh tịnh đạo, ngài Bố Thí Khô Xá đã dành ra một chương lớn nói về ngũ uẩn. Ngài đưa ra những chi tiết và giải thích vừa rồi chúng ta đã học về 28 sắc pháp với định nghĩa. Bây giờ trong 28 sắc pháp đó, vị hành giả cần phải hiểu rằng sắc pháp được phân một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại. Và sắc pháp mà nói thêm một loại ê có quy thân, thì ngài có nêu lên sắc phi nhân na hay túng. Sắc vô nhân a hay túng cá, sắc bất tương nhân hay túng biết vô tá,
sách hữu duyên sapacaya, pháp hiệp thế lukiya, sách cảnh lậu sa sa văn, ở đây cần phải hiểu nghĩa theo lời giải thích gọi là sắc phi nhân, vì sắc pháp không phải là những nhân tương ương như là nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô thâu sân si, vì vậy cho nên gọi là sắc phi nhân. Sắc pháp gọi là sắc vô nhân, gọi là vô nhân vì sắc pháp không có các nhân tương ưng phối hợp, nó không phải giống như là danh, nó không phải giống như danh pháp, cho nên nó không có nhân tương ưng phối hợp. Gọi là bất tương nhân vì sắc pháp là sắc nên không hợp với danh, nó là bất tương ưng. Gọi là hữu duyên vì sắc pháp bị tạo thành bởi duyên hệ, và vì vậy cũng gọi là pháp hữu vi sanh thế tăng. Gọi là hiệp thế vì sắc pháp là sắc quấn hiện khởi trong các khổ hữu sắc, cho nên gọi là sắc hiệp thế. Gọi là cảnh lậu vì sắc pháp nó thành đối tượng sở tri của các lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, cho nên sắc pháp được gọi là sắc cảnh lậu. Đó là chúng ta nói theo một loại sắc pháp, một chia một loại thì ngài Quốc Thật Phố Sáng ngài đã đề cập đến ý nghĩa như vậy. Khi mà Phật tử chúng ta học về thanh tịnh đạo qua ngũ uẩn thập nhị xứ vân vân liên quan đến thắng pháp Abhidhamma đó, thì các cách trình bày chúng ta cần phải, chúng ta nên ghi nhận để chúng ta nghe cái cách trình bày của ngài Quốc Thất Khô Sáng là trình bày theo thắng pháp, do đó nó khô khan. Ở đây khi mà chúng ta học Phật thì chúng ta học kinh tạng như học Trung Bộ chẳng hạn, thì chúng ta phải trình bày ý nghĩa khác, ý nghĩa cái lời nói, cái lời văn khác. À, khi chúng ta học về luật tạng thì cái văn phong nó khác, mà học về thắng pháp thì cái văn phong nó khác, chứ không phải lúc nào nó cũng giống như nhau hết, cũng giống như ở bên ngoài vậy. Khi mà chúng ta học về những cái môn học như là quốc văn là khác,
chúng ta học sử sử ký hay là chúng ta học về địa lý nó khác, mà học toán nó khác, học cái môn lý vật lý hay khoa học nó khác. Cho nên mỗi mỗi một môn học như vậy đó là chúng ta có cách học khác. Người học trò đó, học sinh mà khi học đó, thì phải luôn luôn phải thích nghi, chứ không thể nào nói rằng ông thầy dạy toán hay dạy lý dạy quá dạy hóa mà nói khô khan rồi cái mình chán mình bỏ học, thì như vậy mình sẽ không có dỗ được. Tập dần dần, chúng ta tập dần dần cho nó quen. Dạ đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của ngài, con cung thỉnh ngài cầm trở lại ạ. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ xin cảm ơn quý vị. Sắc thành là sắc phi thành, sắc thanh triệt và sắc phi thanh triệt, sắc quyền và sắc phi quyền, sắc chấp thủ và sắc phi chấp thủ, vân vân. Còn chia ra nhiều cặp nữa, nhưng mà ngài Bố Thất Cô Sáng ngài chỉ nói có bấy nhiêu thôi. Thì ngài có lời giải thích rằng trước hết đề cập đến sắc nội và sắc phi nội, ở sắc nội và sắc ngoại. Sắc nội acchatika rupam là sắc hoạt động trong mỗi cá nhân, rồi có năm sắc thần kinh hay chúng ta gọi là tịnh sắc pasada rupa, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh thị, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Năm sắc thần kinh đó chúng ta gọi là sắc nội. Sắc ngoại Pahera Rupan là những sắc còn lại ngoài năm sắc thần kinh. Chúng ta đừng nghĩ rằng sắc nội là sắc của mình, còn sắc ngoại là sắc ở ngoài thân mình, không phải vậy. Mà ở đây trong thân này gồm có, nếu người nam 27 sắc, người nữ 27 sắc, trừ chúng ta nam thì trừ ra nữ tố nữ, sắc tố nữ, còn nữ người nữ thì trừ sắc tố nam, thì mỗi người có 27 sắc. Nhưng trong 27 sắc đó chỉ có 5 sắc thần kinh là sắc nội, còn 22 sắc còn lại đó thì đó là sắc ngoại. Nó cũng ví như trường hợp là, cũng ví dụ, thí dụ như là trong một cái công ty, thì ở trong đó cái ban mà ban giám đốc đó, thì cái ban giám đốc gồm có một giám đốc, phó giám đốc, hay là một thủ quỹ, một kế toán,
hoặc là một trưởng ban nhân sự vân vân, thì những người đó đó là điều hành hết cả cái công ty, cho nên cái ban giám đốc này được gọi là nội. Còn ngoài ra đó thì những người mà làm việc ở trong công ty nhưng mà không phải nằm ở trong cái ban giám đốc thì đó gọi là ngoại. Cái chuyện nên hư thành bại gì của công ty thì do cái ban giám đốc đó họp nhau họ quyết định. Thì cũng như vậy, trong thân này các cái sách pháp khác thì nó chỉ là phụ trợ, còn năm sắc thần kinh nó thuộc về năm cái cơ quan để thấy, để nghe, để ngửi, để nếm, để đụng. Thì như vậy mới gọi là sắc nội. Chúng tôi phải chú ý như thế. Kế đến gọi là sắc thô. Và sắc tế, sắc thô ô la lít các a rô băng là sắc có cái sự đối xúc giữa căn và cảnh. Ở đây chỉ cho 12 sắc là 5 sắc thần kinh và 7 sắc cảnh giới. 5 sắc thần kinh đó, thần kinh nhãn, nó sẽ đối chiếu với cảnh sắc. Thần kinh nhĩ đối chiếu với cảnh thinh, thần kinh tỷ đối chiếu cảnh khí, thần kinh vị đối chiếu với cảnh vị, thần kinh thiệt đối chiếu cảnh vị, thần kinh thân đối chiếu với cảnh xúc, tức là sắc đất, sắc nước, sắc đất, sắc lửa, sắc gió. Thành thử ra có sắc thô là chỉ cho 12 sắc này, vì có sự đối chiếu giữa căn và cảnh. Có thế sukuma rupang là sắc không có sự đối xúc với nhau. Dễ hơn nữa, tức là chỉ do cái trí nhận biết, do cái tâm nhận biết mà thôi. Thì như vậy gần có 16 sắc còn lại ngoài ra 12 sắc thô. Tiếp đến gọi là sắc viễn và sắc cận. Sắc viễn dure rupang là điều dịch là sắc xa, bởi không thể thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Đó chính là 16 sắc tế. Như vậy 16 sắc tế ở trên đó được gọi là sắc viễn. Còn gọi là sắc cận sankhya rupam là sắc gần, do ý nghĩa có đối xúc giữa căn cảnh. Thì cái gì gọi là sắc thô thì đó là sắc cận. Chúng ta nên hiểu nghĩ. Tiếp đến gọi là sắc thành Nipanna Rupang hay sắc thành tựu. Sắc thành và sắc phi thành. Thì sắc thành tựu ở đây là những sắc hiện rõ thực tính, gồm 18 sắc là 8 sắc bất ly. Tánh sắc bất ly là bốn đại sắc khí vị và vật thực. Bốn đại năm sắc thần kinh, một sắc cảnh thinh, hai sắc giới tính, một sắc bản quyền, sắc y vật, sắc phi thành, vân vân. Ở đây chúng tôi nghĩ rằng là
Mấy cái này đó các Phật tử chúng ta học thanh tịnh đạo, nếu mà chúng ta có học ở trong cái lớp Thắng Pháp Amitabha thì trong tương lai chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ học tới. Cho nên ở đây chúng ta chỉ nói lướt qua thôi, chỉ nói lướt qua thôi, chứ không có nói chi tiết, nó mất thời gian quá. Cái đó là nói về sắc phân loại 2. Còn sắc phân loại 3 đó, 3 thứ là sắc hữu kiến, đối chiếu, vô kiến, hữu đối chiếu, sắc vô kiến, vô đối chiếu, sắc nghiệp sanh, sắc phi nghiệp sanh, sắc phi nghiệp, phi phi nghiệp sanh, sắc tâm sanh, sắc phi tâm sanh. Sắc phi phi tâm sanh. Mấy cái này thì chắc có lẽ là chúng ta học Thắng Pháp đó, chúng ta sẽ học. Chứ còn bây giờ nếu phân tích ra thì chúng tôi e rằng là các Phật tử chúng ta sẽ bị phân tâm, khó nhớ quá. Ở trong thanh tịnh đạo thì có đề cập đến, cho nên khi mà giảng lược lại thì chúng ta cũng không thể bỏ qua những cái chỗ này. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể thông qua nhớ lời sắc pháp chia ba loại cũng có, mà sắc pháp nói theo bốn loại là sắc sở kiến, sắc sở văn, sắc sở giác, sắc sở tri. Chúng tôi chỉ nói bốn loại này thôi. Cái này ở trong kinh Tạng, trong Trung Bộ chúng ta có đề cập đến, mà chúng ta gặp những cái lúc đó nếu mà chúng tôi thảo luận thì chúng tôi sẽ trình bày. Còn vì không nhầm cho nên không có nói. Thì ở đây được gọi là Đích Thăng Rưu Quang, sắc sở kiến, xúc tăng rupang là sắc sở văn, bút tăng rupang là sắc sở giác, và vinya tăng rupang là sắc sở tri. Tại sao gọi là như vậy? Thần kinh nhãn được gọi là sắc sở kiến là bởi vì thần kinh nhãn, cái chức năng của nó là để thấy. Còn sắc sở văn là thần kinh nhĩ,
Còn cái gì mà nó thuộc về ngửi nếm đụng á, thì có đó là muốn tắt rupang, sắc sở giác. Còn cái gì ngoài bát sắc trên thuộc cảnh giới của thức á, thì đó sắc sở tri vinyata arupang. Cái này ở trong thanh tịnh đạo ngài Bố Thích Bố Sáng ngài nói rõ, dựa theo ở trong kinh tạng và trong tăng pháp. Chúng ta nói bốn cái đó thôi. Một người mà học qua vi diệu pháp á, và chúng ta học rành rẽ, thì khi mà chúng ta đọc dầu cho đọc kinh tạng hay luật tạng hay chú giải gì, thì chúng ta cũng đọc phớt qua được, khỏi còn phải nghe định nghĩa. Giờ chúng ta để đó đi. Trước chúng ta nói sắc pháp nó theo năm loại đó. Cái này thì cũng làm cho Phật tử mình hơi rắc rối một chút. Và cho cái thân sắc năm loại: sắc nhất chúng sanh, nhị chúng sanh, tam chúng sanh, tứ chúng sanh và vô chúng sanh. Cái sắc nhất chúng sanh đó, ê ca chăng rupang, là sắc chỉ do một nhân, như là tám sắc quyền, sắc ý vật chỉ do nghiệp sanh thôi. Hai sắc biểu tri chỉ do tâm sanh thôi. Gọi đó nhất chúng sanh. Còn nhị chúng sanh á, là sắc do hai nhân, như là sắc cảnh thinh do tâm và quý tiết. Còn sắc tam chúng sanh á, thích chân rupang, là sắc sanh do ba nhân, như là ba sắc đặc biệt hay ba sắc uyển chuyển, do tâm vật thực quý tiết sanh. Còn sắc tứ chúng sanh là sắc sanh từ bốn nhân, như tám sắc bất ly, sắc do giới, sanh do nghiệp, tâm vật thực và quý tiết. Còn sắc vô chúng sanh, nakuto chicha tăng rupang, là sắc không sanh từ nhân nào, tức là bốn sắc tướng, vì đó chỉ là quá trình hình thành, tiến hóa và hư hoại của sắc pháp. Như vậy thì nói đến sắc quẩn là chúng ta, trước hết là chúng ta phải hiểu sắc quẩn là cái gì. Nó thuộc về vật chất vô tri giác, nó thuộc về bốn đại. Hình thành thì như vậy chúng ta gọi đó là sắc quẩn. Còn cái sự phân loại đó, nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu kỹ thì cũng được. Còn nếu mà chúng ta để đó đến khi mà chúng ta học về thắng pháp, chúng ta sẽ học tới, không sao cả. Vì khi mà chúng ta hành thiền quán tứ niệm xứ thì chúng ta không cần phải chi tiết phân loại như vậy nữa, là chúng ta chỉ nhìn thân này có danh là gì, sắc là gì. Thí dụ như chúng ta nói thân ngũ quẩn thì danh ở đây tức là thọ tưởng hành thức, còn sắc quẩn ở đây tức là chỉ cho sắc tứ đại hình thành. Như vậy là đủ rồi. Bây giờ chúng ta lại nói đến
Dinh quẩn. Dinh quẩn tức là những quẩn thuộc về danh pháp. Thì ở đây lẽ ra thì là thọ tưởng hành thức, thọ quẩn tưởng quẩn thành quẩn thức quẩn. Nhưng ở trong thanh tịnh đạo thì ngài Bố Thân Cư Xá ngài nói rằng vì thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn nó là những cái thuộc tánh của thức quẩn, do đó cho nên học thức quẩn trước, tức là học về tâm, học thức quẩn trước rồi mới đến thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn. Chúng ta hãy xem coi thọ tưởng hành thức ở trong thanh tịnh đạo được ngài trình bày như thế nào. Và trước hết là nói về thức quẩn. Thức quẩn là tổng hợp những gì thuộc danh pháp có trạng thái nhận biết cảnh Vichanana Lakkhanang. Vichanana Lakkhanang, Vichanana Lakkhanang, tức là trạng thái biết cảnh. Thức Vichanana là thức tri, Vichanana là sự nhận biết. Thì ở trong thanh đạo này có phân biệt, nó khác với tưởng tri, Sanchanana là sự nhớ biết, cũng khác với tuệ tri, Vachanana là sự hiểu biết. Ở đây Vichanana, Sanya, Panya, ba cái chữ đó nó cùng một căn, nhưng mà chữ Vichanana đó quyết cộng với căn nha gọi là thức tri, là cái sự nhận biết đơn thuần thôi. Còn sanh cộng nha, sanh sanh nha tưởng tri là cái biết là do cạn lại, do ấn tượng mà biết, gọi là sự nhớ biết. Còn tuệ tri pát cộng nha thành quan nha, tức là cái sự hiểu biết, cái sự biết do hiểu rõ, sự biết do hiểu rõ thì như vậy gọi là tuệ tri. Chữ thức Vichanana theo ở trong thanh tịnh đạo cũng như trong thánh pháp có nói rằng thức Vichanana hay tâm, chích tăng, ý, mano, ba từ này cũng cùng một nghĩa. Nó cùng một ý nghĩa, bởi vì khi mà nói đến thức quẩn là 121 tâm, mà nói ý xứ cũng là 121 tâm, mà nói đến tâm thì cũng là 121 thức. Do đó cho nên ở trong thánh pháp nói đến thức, tâm và ý, ba từ này thì xài giống nhau. Tuy nhiên tùy theo chỗ mà chúng ta xài vậy thôi. Như trong kinh Tạng, khi nói đến ngũ quẩn thì tâm được gọi là thức quẩn. Mà khi nói đến tam nghiệp thì thân khẩu vĩ
Thì lúc đó tâm đừng gọi là ý. Như cái câu ý dẫn đầu pháp, các pháp ý làm chủ ý tạo Manupang và Bathama đó, xài giữa Mana, Manu. Còn khi mà đề cập đến tứ phần chân đế, tức là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, thì lúc đó gọi là tâm. Cái tác thức ấy nói theo thực tính chỉ có một loại là trạng thái nhận biết của cha nánh hát lắc nát thôi. Còn nói theo giống cha tiếng của xì ná thì có ba loại tiếng nguy thăng là thiện, bất thiện và vô ký. Còn thức thiện thì chúng ta nói đến thiện trước, tức là thức thiện phân theo địa phước có bốn là thiện dục giới, kama vachara kusala, thiện sắc giới, rupa vachara kusala, thiện vô sắc giới, arupa vachara kusala cittang, và thiện siêu thế lukutara kusala. Như vậy trước hết ngài Bồ Tát Bồ Tát ở trong thanh tịnh đạo, ngài phân thức uẩn đó, trước là ngài nói theo cái pháp thiện của Salathama trước, ngài nói theo pháp thiện trước. Thì thức thiện ở đây nó, chúng ta học theo trong bản nêu thì sắp rời rạc ra đó theo địa phước, nhưng mà nếu mà chúng ta gom chung lại cách nào thiện thì chúng ta cho thành một nhóm thức thiện, thì chia theo phu mí thì nó có thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện sự thế. Cho nên khi mà học về thắng pháp đó, cái cách mà chúng ta, cái giáo trình chúng ta học thì chúng ta có nhiều cách để chúng ta học. Học sao cho nó dễ hiểu. Nhưng mà cái giáo trình ở trong thắng pháp, ở trong Roman thời kỳ này do Thượng Tọa Giới Đẳng trình bày soạn thảo thì chúng tôi không có ý kiến, không đúng. Thì bây giờ chúng ta nói đến thiện dục giới, thức mà thuộc vào thiện dục giới có 8 thứ, do phân theo khía cạnh thọ hỷ thọ xả, khía cạnh hợp trí và ly trí, khía cạnh vô trợ và hữu trợ. Cho nên chúng ta có thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ, thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ, thiện thọ xả hợp trí vô trợ, thiện thọ xả hợp trí hỗ trợ, thiện thọ xả ly trí vô trợ, thiện thọ xả ly trí hỗ trợ. Còn thức thiện sắc giới có 5 thứ, do phân theo sự phối hợp của chi thiền, tức là sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc định, nhị thiền còn tầm tứ hỷ lạc định, tam thiền chỉ còn hỷ lạc định, tứ thiền chỉ còn lạc và định, và ngũ thiền đã diệt lạc chỉ có xả và định thôi. Còn thức thiện vô sắc giới thì có 4 thứ, do phân theo đề mục vô sắc, tức là đệ nhất thiền không vô vi xứ, đệ nhị thiền thức vô vi xứ,
đệ tam thiền vô sở xứ và đệ tứ thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Còn nói đến thức thiện siêu thế thì có bốn thứ do phân theo bốn thánh đạo, tức là tâm sơ đạo hay gọi là tu đà quần đạo, tâm nhị đạo tức là tư đà hàm đạo, tâm tam đạo tức là ana hàm đạo, và tâm tứ đạo tức là a la hán đạo. Như vậy thức thiện gồm có 21 tâm theo bốn địa vực. Nếu kể thiện siêu thế kể rộng thì siêu thế 20 tâm nữa, 20 tâm thì cộng với 17 thiện thế thì thức thiện có đến 37 tâm. Khi mà trình bày cái này đó, ở đây chúng tôi nghĩ rằng là với những người đã từng học qua ví dụ pháp rồi, họ nhớ biết, họ nói cái này đã biết rồi còn học chi nữa. Còn đối với những người mà sơ cơ chưa có học ví dụ pháp, chưa học thánh pháp đó, thì nghe trình bày vậy họ nói sao mà lộn xộn quá, khó nhớ quá, cho nên đằng nào cũng là nuốt không trôi, người nào cũng nuốt không trôi. Thì chúng tôi đứng kẻ giữa, chúng tôi trình bày, chúng tôi không biết là phải theo đằng nào. Theo người đã học rồi thì bỏ qua, nhưng mà theo cái người sơ cơ mới học thì chắc có lẽ là phải trình bày, phải phân tích. Bây giờ thức thiện phân ra có bốn thì chúng ta nhớ như thế này. Thiện tức là những cái tâm tốt đẹp, những cái tâm lành, những cái tâm thành nhân tốt cho quả tốt, gọi là thức thiện. Nhưng mà bình thường chúng ta là kẻ phàm phu và chúng ta chưa có tu hành cao thì chúng ta xài tâm thiện dục giới không à? Chúng ta bố thí giữ giới, giữ bát quan hay giữ ngũ giới cũng bằng thức thiện dục giới. Rồi chúng ta tập tễnh niệm Phật, hành thiền hay là cung kính phục vụ tính pháp thuyết pháp, hưởng phước tùy hỷ phước và chánh tri kiến, từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đăng thật, từ bỏ nói vô ích, từ bỏ tham ác, từ bỏ sân ác, từ bỏ tà kiến ác, tất cả những cái thiện pháp đó đều là thiện dục giới cả. Cho nên tâm thiện dục giới đừng nghĩ rằng nó thấp, nhưng mà nó chính là cái nền tảng để chúng ta đạt lên cao. Còn cái thiện sắc giới và thiện vô sắc giới đó, cái này thuộc lĩnh vực thiền định thiền chứng Appana Samadhi, tức là kia an chỉ định. Chúng ta nếu mà không có tập tành tu thiền bằng cái tâm dục giới thì chúng ta không có thể chứng được thiền sắc giới, thiền vô sắc giới đâu. Do đó cái thiền sắc giới, vô sắc giới chúng ta gọi là tâm thiện, tâm thiền thiện, hay là cái tâm tu chứng. Cái này tâm chứng, chứng đắc. Chứ khi mà được gọi là tu tập á, thì phải tu tập tâm dục giới, tu tập tâm thiện dục giới. Chứ còn cái thiện sắc giới, vua sắc giới chúng ta không có tu, mà chúng ta đắc, gọi là đắc. Cũng như thiện sơ thế quý vị, tâm thiện sơ thế tức là đạo tu đà quần, tu đà hàm, a la hàm, a la hán. Thì những cái tâm đạo này là do cái tâm thiện dục giới mà chúng ta tu theo thiện quán tứ niệm xứ, chúng ta mới đắc chứng được thiền định hoặc đạo quả. Do đó cho nên trong bốn cái loại thiện đó, thì thiện dục giới nó quan trọng lắm thưa quý vị.
Và chính vì cái chỗ này mà Thượng Tọa Giác Đẳng gọi là cái thiện dục giới đó, gọi là cái tâm đa nhiệm, tức là nó kiêm nhiệm nhiều cái chức năng, nhiều cái phận sự. Chúng ta nói về cái lĩnh vực mà tu tập thôi, thì chúng ta thấy là trong thiện giới, người mà học pháp, người nghe pháp, người thuyết pháp đều bằng tâm thiện giới hết. Cung kính cha mẹ hay đảnh lễ Phật và cúng dường đến tăng chúng, cái đó cũng bằng thiện dục giới không? Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là bốn tâm thiện này nó có cái chức năng giống nhau, hay là chúng ta có thể bỏ bực được. Không đâu thú vị. Cái thiện dục giới cũng giống như là khi mà chúng ta lên trên cái tháp ở trên cao, trên cái triền núi, thì người ta xây tam cấp nó làm có ba đoạn. Cái tam cấp, những cái bậc thang từ ở dưới đất bằng mà đi lên, thí dụ như 8 cái nấc thang, chúng ta bước lên trên 8 cái bậc đó, chúng ta mới lên được tới lưng chừng, tới lưng chừng cái thân tháp. Cũng giống như cái tâm dục giới vậy đó, 8 tâm thì dục giới. Rồi khi mà lên được tới đó đó, tức là chúng ta chứng được thì sắc giới, vô sắc giới rồi, thì bây giờ chúng ta phải tiếp tục leo lên các cái nấc thang nữa, chúng ta mới lên tới cái đỉnh tháp, thì vậy là đạo quả. Mà nếu như không có những cái bậc cấp ở dưới đất bằng đó, đi lên đó, thì làm sao chúng ta lên tới lưng chừng hay lên cao hơn nữa được. Cho nên phải có cái nền. Cũng vậy, nhờ chúng ta tu tập bằng cái tâm thiện dục giới, chúng ta tu tập thuần thục, rồi chúng ta mới chứng được cái thiền định sắc giới, vô sắc giới. Hay là chúng ta tu tập cao hơn nữa là để chúng ta diệt trừ phiền não, để chúng ta chứng được cái thiện sự thế, tức là bốn đạo. Do đó cho nên thức quẩn đề cập đến cái loại đầu tiên là ngài Bố Thân Cư Sáng ngày đề cập đến là thức thiện. Thức thiện phân theo bốn địa vực. Thì hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi, học cái phần thức thiện. Tuần sau chúng ta sẽ học về thức bất thiện, rồi tuần sau nữa chúng ta sẽ học về thức vô ký. Cái thức vô ký thì nhiều lắm thưa quý vị. Ở đây khi mà đọc trong Thanh Tịnh Đạo đó, chúng ta tóm lược lại thành Thanh Tịnh Đạo giản lược. Nếu mà quý vị nào coi ở trong cái phần tuệ, là chúng ta nắm một cái khái niệm để mà chúng ta học thắng pháp. Abhidhamma ở trong rung lớp Phật Pháp của Thầy Thầm Má rõ lắm, dễ lắm thưa quý vị.
chính chúng tôi là người mà soạn thảo ra để giản lược là cái quyển Thanh Tịnh Đạo, và ngay cái chỗ này chúng tôi còn cảm thấy thích thú với cái sự trình bày đó. Cho nên hy vọng rằng trong tương lai sẽ tới tay quý vị, nhưng mà cái Covid-19 này ở đâu ở yên đó, làm sao mà gửi cho quý vị được, chắc hết duyên rồi. Về có quý vị cũng không có về Việt Nam để mà nhận sách được, mà chúng tôi cũng không có qua bên Mỹ để mà chuyển giao cho quý vị, tặng cho quý vị được. Bây giờ chúng ta các vị chú ý, trong tuần sau chúng ta sẽ học về thức bất thiện. Bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh, không biết Thượng Tọa Minh Hạnh có mặt ở trước máy không? Xin thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh quan hỷ chúc phước báo cho rừng. Nam Mô Bụt Thầy. Tu sắp mang lăng rác hành tu sắp bề đề quả tu sắp Buddha nữ hòa về đa sa đa sa thi phong quanh trụ tề và quả tu sắp mang lăng rác hành tu sắp bề đề quả tu sắp anh hâm ma nữ hòa về đa sa đa sa thi phong quanh trụ tề và quả tu sắp mang lăng rác hành tu sắp bề đề quả tu sắp anh sanh kha nữ hòa về đa sa đa sa thi phong quanh trụ tề. Tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Thọ Tệ Siêu, Thượng Thọ Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức đã vào rừng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya đề qua pha sanh ti vi ha ra qua si ni Cú bê gá rê bồ thi gá rê tà hình tà hình Tà thầm ma đà đê na pa hoàn tu vụ chi tà Xót thiên cá rôn đê tha vi ha ra măng đá lê Thề ra cha mát cha na qua ca cha tích kha vô Sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca Gama cha de sani gama cha isara sappana puta sukhita pawan pute cha la bu cha ye pi cha anda sampawa samseda cha ta tha vo papa ti ka niya ni kang dhamma wa rang ba ti cha te Sappe pi dukkha sakha ron tu sankha yang Tha tu chi rang sa tăng thầm mô Thầm ma tha ra cha bút ga la Tăng khô hô tu sa mắc gô wa Atha ya cha hi ta ya cha Tham he ra khan tu sắc thầm mô Sappe pi thầm ma cha ri no Vua thêm xâm pa phú ni ya ma Thầm ma ri ya ba huê di tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã nguyên tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin submit.